Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City Mình là Sunnister đây Và hôm nay chúng ta cùng mở trứng nào Hiện tại mình đã được à, Network Mình đã nhận được một cái uh, Legendary Check các bạn ạ Ok, mình cứ làm nha À, không biết mình bật tiếng chưa nữa uhm... Ủa sao là bật im lặng Ủa Sao có một vài giây màn hình tự nhiên đen nhỉ? Chập nữa mà mình ra mình thấy ai gọi mình là Mình chặn luôn nha Cái đây có khả năng là có một người nào đó Trên Messenger gọi điện cho mình rồi Chập nữa mình ra cái mình chặn luôn Ủa Sao nó nhảy chập rồi nó chạy hết ấy Cơ làm lại cái này Ok, đã có rồi nha các bạn. Và chúng ta xem thử là đây có quả trứng gì nè. Ồ, oh, Symbiotic Dragon. Nhân phẩm quét kiếm các bạn ạ. À. Con Symbiotic này thì nó từng là một phần quà trong đánh đấu trường. Mình đã nhận được 220 góp của con này. Và hôm nay nó ra thì có vẻ như là khá là ít rồi đấy. Rồi, quả trứng tiếp theo. Ocean Law Ocean Lo thì ạc này mình chưa có ad, ad này mình chưa có Ocean Lo. Có thêm thì cũng là rất là vui các bạn ạ Thêm một được một con rồng mới mà chưa có Ok, nhận quả trứng Ebit oh, Zodiac Cancel Nhận được 100 bộ Zodiac Dragon các bạn ạ Về quả trứng VR mà trước Mình nhấn vào chỗ nào mà nó hiện ra được cái kia hay ta thì nghe là cái bảng gì ống nhìn kia ta Dragon Metre này không biết mình có chưa nè à, Có khi nãy mình nhắn vào chỗ này à, Cái này là hiện tại thì đang bán cái gói offer được hơn xui Được 200 game và hơn xui một vài món đồ Rồi Mega Food à, Giới thiệu game, một tự game khác của Sk Skia On Bond Rồi và xong rồi các bạn ơi Và hiện tại thì À cái cuộc đua Heroic của mình á là mình đã đua được tới lap 29 nút 3 và hồi chiều thì mình có khoe lên trên hội là mình đã được lên lap 29 rồi các bạn ạ là mình và mình đã nhận được hai 30 ốp của con hai Reborn Dragon đây ở trong uh, ở trong đây chứ đâu à, uh, 30 ốp con hai Reborn Dragon ở đây mình uh, mình ghi tên nó là sẽ thấy thôi Reborn À, đây các bạn ạ à, mình đã nhận được 20 mươi ốp ba mươi của con này ở cái lát 29 và đợi đợi thêm nữa thì nó mới lên được nó mới lên được thêm được uh, lên lên thêm được đồ và cái lát 29 nút 3 này thì là thu thập phút và thu thập uh, cành cây là bởi lai rồng và mình đã cài đặt báo thức rồi chậm nửa báo thức thì mình sẽ thu mấy cái này Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ À, đi xem thử cái gì ta tức là đi xem thử cái này chiều nay thì đã xuất hiện cuộc đua nhầm lai rồng là lai con hai nucleus 17 giờ thì các bạn có thể lai được con hai nucleus nha các bạn còn nếu không đúng thời gian thì chắc là không phải con đó rồi Đấy, sự kiện đua Hirsch còn 7 ngày và hiện tại thì mình đã lên được lap 29 Vậy thì tính ra thì trung bình một ngày mình phải đua được 3 lap Bây giờ một ngày mình phải đua được 3 lap thì mới ổn. Cái lên thì phải để dành cho cuộc đua Harris rồi. Còn cái quét thì thoải mái đánh thôi các bạn. nay mấy hôm nay mình cũng làm biến đánh quét quá. Mình chưa đánh được cái west stay home west nhiều. Trong cái stay home west này nếu các bạn chăm chỉ đánh á, thì sẽ nhận được ống nghiệm nha các bạn. Nhầm. À, đúng rồi, ống nghiệm. Ống nghiệm để tri off. Càng nhiều ống nghiệm thì càng càng tốt các bạn ạ. Để tri được càng nhiều loại loại rồng. Đấy Rồi, Ghost Quá, vòng quà nó hiện lên gì mà sẽ nó không hiện luôn ta hết chịu nha Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đánh Arena để lấy rương Mấy hôm nay chưa đánh Arena rồi các bạn mấy hôm nay mình là đua Harris quá nên là cái rương mình chưa chưa đánh được nhiều mình chưa lấy được cái full cái rương rồi ở đây chúng ta gặp bạn quay đi bạn ấy cầm uh, double terra một sao colosse và cái mấy con này có thể đắt về chiến binh đầu thì mình sẽ cầm uh, đây mình sẽ cầm uh, con uh, con natural virago nha các bạn cho con này nó luyện răng con này của mình mới là rank xe cầm à. à ừ, Ok, đã auto luôn Một crit của nó là 34.000 máu Kaiju Ủa Ủa, ủa, ủa Bởi gì ta À, 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 rồi, ok cái báo thức các bạn ạ, mình đã cài báo thức đúng rồi, mình đã cài báo thức là cho cái thời gian hồi bút của cuộc đua Harris đó và bây giờ thì chúng ta có thể ra à cái video đây rồi, mình tưởng là cái video dinh rồi chứ, mình định là sau khi đánh xong trận này mình out ra mình cài lại video Ok, video vẫn còn và thì tiếp tục thôi Do là hầu mai á là mình đã cài sẵn rồi là bây giờ đến thời gian này thì mình có thể thu thập đủ full item food và item cành cây nha các bạn nên là không cần phải đợi gì nữa Ok bây giờ chúng ta sẽ lay like thôi ở phút thì cứ trồng cái thời gian này là ngắn nhất này này và cái này thì chỉ cần lai like những con rồng Đấy, những con rồng đất của mình thôi vẫn là combo cũ lai like rồng đây bay bay này combo lai rồng cũ các bạn ạ à. rồi. rồi xong ở cái mấy cái môi trường đất của mình này nè, mình để cho rồng xịn vào rồi hôm bữa mình để mấy con rồng đất á nó nó, nó thu không được nhiều giờ mình đua lên đất cao rồi đó. nó uh, có nhiệm vụ nó yêu cầu mình thu một lần là Ờ cả trăm item uh, item vàng vậy á nên là mình thu không nổi mình thu chậm lắm nếu mà để rồng đất không là thu chậm lắm các bạn ạ à. và mình đã đem một vài chú rồng xịn vào để cho anh ở trong đó để like cho nó dễ để mình thu hoạch item cho nó dễ rồi cái này cứ lấy combo thôi rồi không được rồi nhân phẩm hôm nay cái vị ít cao rồi hả nhân phẩm bữa trước cao quá <laughs> Với lại bữa trước là mình mình đến cái lab đá là mình phải quay các bạn ạ. Đến cái lab mà có cái móng vuốt á là đợi lâu lắm là phải quay. Phải quay chứ không quay là không được. Còn lại những cái lab này á thì bây giờ mình phải á, tiết kiệm game các bạn ạ. Cứ chậm chậm canh thời gian hồi bút mà thu thôi. Chỉ tới cái mà chỉ, chỉ tới cái link cái đánh language á là mình vô mình sẽ skip game của cái language để mình đánh mình đánh để mình lấy item À rồi còn cái uh, những cái móng vuốt á là mình phải quay, còn lại thì mình sẽ hạn chế quay. Mấy cái uh, láp uh, 29.3 đồ này, 29.1.2 đồ á, là nó là nó sẽ bắt mình đợi tầm 1 giờ đến 2 giờ là mình uh, sẽ đợi để thu. Còn cái lát mà 29.5 là nó bắt mình đợi là phải tới 5 giờ hoặc là 6 giờ, hoặc thậm chí là mười mấy giờ luôn đấy. Rồi lúc đó là mình chắc chắn là mình phải quay rồi để tiết kiệm thời gian phải quay cái vòng quay mua uh, cái vòng quay spin á. Vòng quay may mắn á các bạn. Và các bạn hỏi mình là tại sao uh, cái vòng quay may mắn của anh là anh nhấn hai lần mà của em thì nhắn một lần nó quay mất tiêu rồi. Đó là tại vì cái vòng quay của bạn là nó đang ở cái chế độ là free. Khi mà bạn uh, không quay vòng quay may mắn á mà nó quay đủ 24 giờ á là nó sẽ có cái chế độ free cho các bạn quay, quay lần đầu mà. Và sau khi quay xong á, thì các bạn phải đợi 24 giờ sau thì nó mới cho các bạn quay thêm một lần free nữa. Còn mình thì mình cứ like, mình cứ quay luôn á, mình cứ quay liên tục á. Nên là cái thời gian của mình á, đợi không đủ 24 giờ. Nên là khi quay á, là phải chi trẻ ra là 20 game để quay. Đó. nên là uh, các bạn thấy mình canh vậy nhưng mà các bạn không có dùng game quay á, thì các bạn cũng không có canh được giống mình. <laughs> hồng hồi giờ chưa ra được item bông cành cây nữa hết ta Hồi nãy mình có thấy một item trái cây nãy mình có thấy một item trái cây Còn item cành ấy Item trái cây nó lên, nó chịu lên Chịu xuất hiện mà cành cây nó khá thế nhờ Hôm qua nhân phẩm cao giá mà muốn làm hai cái là Đã ra cái cành cây rồi Bây giờ giờ nó fit nhân phẩm rồi Sao á fit nhân phẩm rồi các bạn muốn ra nữa quá nay nhà rồi nay nhà rồi mà trứng rồng legend là thấy ít ngon rồi ocean lo với symbiotic dragon một symbiotic là phần quà đấu trường con đó là nó ở đây luôn rồi này mình biết nó nằm chỗ nào luôn nè Mạch nồi symbiotic dragon này còn ocean lo thì mình không biết mình có chưa nhưng mà thường thì ocean lo mình chưa có cái nick cũ thì có Chứ nick này chưa có và có thêm ocelot thì một con mới thì cũng ngon còn zodiac tangle thì hình như mình chưa có các bạn ạ đó là nằm trong bộ zodiac không ra không ra wow, cái này phải kiên trì các bạn ạ phải kiên trì cành cây này phải kiên trì ba à, lần không ra thì 30 lần quan trọng là mình đã nắm được cái thời gian hồi bút là chắc chắn là nó đã hồi rồi Chắc chắn là mình có thể lay like 300 lần nữa là nó có thể ra Thì mình sẽ ngồi lay like. Quay, à. wow, ngon chưa? 4 item food ừ. Mình xem thử uh, item food xong chưa nha Còn một item food nữa thôi các bạn ừ. Còn cái item cành cây là nó chống đối nè Nó núp lùm nè Núp lùm kỹ nè giờ phải lay like thôi không có gì phải skip game game cả các bạn bây giờ đáy ra ngay ra ngay một item rồi rồi một item cành cây thêm một item nữa là chúng ta sẽ qua được lát 29 nút 4 và lát 29 nút 4 thì mình chưa chưa mình quên xem liên hồi bút rồi chập nữa thì mình sẽ thu một vài item và đánh đấu trường cũng như là kết thúc video và sau đó thì mình sẽ ra mình coi thử cái liên hồi bút là nó được bao bao nhiêu item là mát thì lúc đó là mình sẽ vào mình thu cho đủ sau đó là mình sẽ cài báo thức cái quan trọng là cài báo thức các bạn ạ à. hồi nãy các bạn thấy cái báo thức nó lên không hồi nãy cái báo thức nó lên mình tưởng là đích video rồi chứ rất cuộc là chưa vẫn còn vẫn còn vẫn còn các bạn ạ hai ba không lên là không lên lên thì lầy thôi lần hồi nãy lầy cũng phải tầm mười mấy lần nó mới ra được một item đấy rồi lần tiếp theo cũng phải lầy thôi các bạn nhờ item phút cuối cùng ra đi nào đấy item phút cuối cùng ra rồi nha các bạn bây giờ chỉ còn item cành cây cuối cùng nữa thôi đấy. các bạn thấy đua Harris có dễ không chỉ cần có cá game là một điều quan trọng để chiến đấu với những cái cái file còn vấn đề còn lại thì các bạn xem cái linh hồi bút thôi là xong ngay thôi muốn nhanh thì dùng vòng quay còn không muốn nhanh thì cứ chậm chậm mà đánh thôi các bạn quan trọng là các bạn phải chăm cái này phải chăm cày Đói, tiếp tục là bông đây bông về cho rồng ăn cho rồng ăn đúng không một nhiệm hộp nhưng một nhiệm vụ kết hợp khá là hấp dẫn các bạn vừa cho anh vừa lấy bông à, ok vừa cho anh vừa lấy bông đúng không bây giờ mình phải xử lý một vài con rồng để mình có cái có cái chỗ có cái chỗ để 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 làm gì ta có cái chỗ để cho rồng ra ok chúng ta sẽ đi lấy bông và cho rồng ăn hai nhiệm vụ này kết hợp thì mình thấy khá vui các bạn ạ tại vì vừa ấp rồng ra vừa cho ăn xong sau đó là bán rồi ấp tiếp cho ăn bán nên là hai nhiệm vụ này kết hợp là làm đó một công được đôi việc luôn ừ. Nhưng mà cái lab này thì phải đợi thời gian Vấn đề là vẫn phải đợi thời gian các bạn ạ Nó không phải là Nó không phải là Max item Nên là mình không biết là hồ mơ là mình quên. Mình chưa chưa coi các bạn Chưa coi cái bút. Nên là mình không biết là nó là bao nhiêu item thôi. Rồi, bây giờ thì cứ làm. Bây giờ mình sẽ áp tầm 40 quả nha. 40 quả Terraria ra. Để là lấy item. Sau đó là mình sẽ cho anh một vài con. Cho anh một vài con. Đó, lay một khoảng thời gian nữa thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi đánh Arena nữa là kết thúc tập này và mình đang cố gắng lên lap 50 nhanh nhất có thể các bạn ạ hiện tại thì thời gian còn cuộc đua Harris còn lại chỉ còn cả 6 ngày à, 6 ngày hai mươi mấy giờ 20 giờ gì đó là loại là như thế còn thời gian vậy thì tính chính xác là còn thời gian 7 ngày và hiện tại mình đang lát 29 tức là mình còn 21 lát nữa và thì một ngày thì mình sẽ cố gắng lên tầm 3 lát một ngày mình sẽ cố gắng lên tầm 3 lap và các bạn đừng quên hóng cái tập cuối cùng của cuộc đua Harris là mình lên được lap 50 nha cái tập đá mình nghĩ là sẽ là rất là nhiều bạn xem đấy <laughs> và mình cũng đang hóng cái tập đá các bạn ạ vẫn phải chờ ngày đấy một bom quá dễ dàng ấp ừ. ừ. trứng đất không đó các bạn các bạn đừng có cả... À, hai bông quá ngon luôn đừng có màu mè chi các bạn đừng đừng có màu mè rồi mua lai rồng đắt đất với nước hay là lai rồng lai rồng lửa với lé đồ chi không không cần lai gì hết cứ để trống hết cho mình cứ chơi rồng đắt à, như mình chơi rồng đắt không chơi lên lát hay chín luôn à? Nói cho các bạn thấy đấy, ở cái uh, trước khi cuộc đua Harris thì mình còn là 6.800 game Và bây giờ sau sau 4 ngày Sau 4 ngày kể từ khi cuộc đua Harris bắt đầu Thì bây giờ mình chỉ còn lại cả 5.200 game thôi các bạn Là các bạn thấy nó, nó kinh khủng đến cỡ nào rồi Nhưng mà đó là vì mình muốn lên được lap 50 Nên, nên mình xài game nó, nó quá mức cho nên nếu mà mình cứ bình thường Mình bình thường mình chăm cày thì mình tốn không ít Tốn mình tầm tốn được tầm Mình tốn tầm 50 game à Hoặc là nếu mình lầy hơn nữa là mình chả tốn game nào Mà mình vẫn lên được lát 15 Tại vì là đơn giản là chăm thôi Chăm cày thôi Cứ như vậy thì có gì đâu mà phải tốn game đúng không các bạn Đấy Cứ ấp trứng đất với like rộng đất thì, thì có gì đâu mà... Hồi nãy thì cái video nó bị đít mất nha các bạn Và cái phần quà cái lúc hồi nãy trước khi vào trận đánh kia sau khi đánh xong á Thì phần quà mình mở được cái rương là được à, 4 mảnh Animal và 12 mảnh Ultimate Dragon Và cái video đến đây là kết thúc cho tạm biệt các bạn nha Và bây giờ mình sẽ tiếp tục chăm cho cuộc đua Heritage đây Cũng như là mình sẽ xem, xem link hồi bút Và sau khi thu mất item mình sẽ cài đặt báo thức để chập nữa mình có thể vào chiến tiếp cuộc đua Heritage. Rồi chào tạm biệt các bạn nha